Hưởng ứng Ngày Quốc tế phòng chống ma túy và Ngày Toàn dân phòng chống ma túy năm 2023 với chủ đề Phòng chống ma túy quyết liệt hiệu quả, nâng cao trách nhiệm, chủ động, phối hợp vì một cộng đồng sạch ma túy. Tỉnh đoàn Kiên Giang, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang phối hợp tổ chức chương trình giao lưu với trên 200 học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh Kiên Giang. Đây là hoạt động nhằm truyền đi thông điệp công tác phòng chống ma túy là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của toàn dân. Qua đó tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cũng như thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý người sử dụng, người cai nghiện, hạn chế thấp nhất người sử dụng ma túy, giảm các trường hợp tái nghiện trong thanh niên, giúp các thanh niên cai nghiện thành công, sớm tái hòa nhập cộng đồng, trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội. Đồng thời phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, đặc biệt là các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng của cấp bộ đoàn các cấp, về tổ chức các hoạt động đồng hành, hỗ trợ, chăm lo cho đối tượng thanh niên có nguy cơ cao, thanh niên hoàn lương, thanh niên sau cai nghiện, tái hòa nhập cộng đồng. Chúng tôi là cũng thường xuyên chỉ đạo các cái huyện thành đoàn và đoàn trực thuộc là phải đặc biệt quan tâm đến các cái bạn sau khi mà cai nghiện thành công trở về địa phương, kìm cặp mà hỗ trợ giúp đỡ các bạn để tránh cái trường hợp là các bạn sẽ bị phân biệt, kỳ thị. Cho nên đó thì đối với công tác chỉ đạo thì chúng tôi làm rất là quyết liệt. Qua đó thì cũng đạt nhiều cái kết quả trong cái công tác phối hợp với cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh. Cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tọa lạc tại ấp Kiên Hảo, xã Mỹ Hiệp Sơn, huyện Hòn Đất, đang quản lý 788 người, trong đó 449 quyết định, 269 tự nguyện cai nghiện, 70 lưu trú, tư vấn giáo dục cho 969 người cai nghiện nhập mới, 484 người tái hòa nhập cộng đồng. Tất cả những học viên khi được tiếp nhận, điều trị đều cắt cơn, giáo dục phục hồi hành vi nhân cách, học chữ dạy nghề, tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ. Trong chương trình giao lưu, hơn 200 học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh Kiên Giang được giao lưu văn nghệ, tham gia các trò chơi dân gian. Các hoạt động giao lưu giúp cho học viên có sân chơi bổ ích, rèn luyện sức khỏe, tăng cường tình đoàn kết. Giao lưu học hỏi giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, thực hiện tốt quy trình cai nghiện phục hồi, giúp học viên có suy nghĩ tích cực trong lao động, học tập, điều trị cai nghiện, sớm hòa nhập cộng đồng, trở thành công dân có ích cho xã hội. Qua buổi giao lưu hôm nay thì em thấy được biết thêm nhiều bạn mới và biết thêm nhiều cái kinh nghiệm về nhiều bài học giống như là phòng chống và ma túy, các kỹ năng như phòng chống tái nghiện, tìm hiểu thêm được nhiều cái bổ ích cho cuộc sống để sau này tái hòa nhập với cộng đồng thì sẽ có một cái kiến thức tốt hơn. Dạ, khi được dịp giao lưu với thanh niên tỉnh đoàn thì em được tham gia văn nghệ, các mục tiết mục văn nghệ, các trò chơi rất vui và bổ ích. Và hơn hết là ý nghĩa hơn là được sẽ nhận được các phần quà ý nghĩa dành cho các bạn học viên về được ý chí tích cực và phấn đấu rèn luyện và quyết tâm cai nghiện. Dịp này, ban tổ chức chương trình trao tặng 20 phần quà cho các học viên nhằm biểu dương khích lệ tinh thần của các bạn học viên chấp hành tốt nội quy quy định tại cơ sở cai nghiện.